Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn cái mà quy trình mà mình xử lý vôi cho mấy cái đất phèn này ha. Thì đối với những cái anh chị và các bạn mà chưa có làm lần nào á thì mình hướng dẫn cho các bạn và các anh chị cái quy trình. Còn đối với những cái người đã biết rồi á thì thôi ha, mình không có chỉ. Thì mình nói ở đây chung chung thôi cho các bạn mới xử lý kiểu giống như mình nè. Thì bây giờ mình mua cái loại vôi mà để xử lý phèn á, thì mình mua cái loại vôi vôi đá ha. Thì cái vôi này á mình về á, mình kiếm cái nơi bằng phẳng. Ví dụ như cái chỗ này của mình á thì nó đất nó lục cục lòn hòn vậy nè, mình mới xới xong á. Thì mình banh banh ra mình lấy cái chỗ bằng phẳng xíu. Tại vì khi mình đổ nước vô á, cái vôi này nó sôi lên rồi nó bốc hơi lên, nó nóng dữ lắm, nhiệt độ của nó là hơn 100 độ, nó cháy luôn nha các bạn. Cho nên các bạn làm mấy cái này thì cẩn thận. Mình về cái mình rọc nó ra vậy đó, mình để cái bao bằng phẳng xuống mình rọc nó ra. Rồi chiều hôm nay nè mình xử lý, rồi mình để qua ngày hôm sau á mình ra mình dạy. Tại vì bây giờ mình chế cái nước vô á, là nó sẽ sôi lên, nó sôi nhiệt độ nó rất là cao, nó sôi nó cháy luôn á, nó cháy cái mấy cái viền mà mấy cái bọc luôn đó, mấy cái bọc mà ni lông này nè, rồi mấy cái túi mà đựng nó luôn á, là nó cháy luôn á nha các bạn. Cho nên mình xử lý cái này á, mình cẩn thận á, mình đứng xa xa ra, nếu mình có nước mình vô nhiều á thì mình vô bằng motor cũng được, càng càng nhanh càng tốt. Mình không có ở trong này, ở trong đồng á thì mình không có đem mấy cái dụng cụ đó vô, thì mình làm bằng cái rào này nè, có cái rào nước này. Hạn chế mình làm cái rào vậy thôi, mình có cái cây dài vậy nè đó, mình chế mình làm thôi ha. Rồi bây giờ mình quay có một tay, mình tự xử luôn nè, mình làm cho các bạn xem ha. Mình đứng trên gió nha các bạn, đừng có đứng dưới gió ha. Bây giờ con thấy nè, đổ nước vô nè. Dạ. Nổ ghê không? Đấy, mình thấy. Ghê không? Đấy, nên mình đứng xa xa nó. Đứng xa xa ha, có bảo hộ cho nó an toàn. Rồi bây giờ để mình nhắc cái video mình xong xong mình quay lại cho mình xem. Đó, sau khi mà mình đổ cái nước nó vô xong á thì nó sẽ bong ra, nó tơi ra đó. Bây giờ nhiệt độ rất là nóng, các bạn thấy nó bốc nước lên nè, kinh khủng không? Cái đó là nhiệt độ sôi á, nó sôi nước đó chứ không phải là người nghe bạn, nóng dữ lắm đó. Cho nên mình xử lý cái này á, thì mình nên cẩn thận xa xa nó một xíu. Rồi á, bây giờ mình để vậy nè, mình để qua ăn đêm đi cho nó nước nó ngấm vô á, cái nó vô đến tơi coi. Thì cái qua ngày hôm sau á, buổi sáng mình ra mình tưới, mình giải nó, mình giải thì mình giải cái buổi sáng sớm á cho nó ít có bụi đó. Rồi sáng mình quay qua mình giải xong mình quay lại cho các bạn xem ha. Mình mới vừa gửi vô xong hả các bạn, thì mình nhắc lại các bạn là cái vô mình giải là vô đá nha. Các bạn thấy nè, mình gửi đều hết trơn mấy clip rồi đó. Thì quay cho các bạn xem sơ bộ thôi. Tại vì nắng quá, trưa mình nắng quá. Mình quay sơ sơ rồi mình vô. Đó các bạn thấy mật độ nè.
Thì cái này tùy theo cái đất của bạn ha. Các bạn nếu mà đất bạn phèn quá thì các bạn giải nhiều một xíu, còn đất mà nó ít phèn á thì giải ít thôi. Còn đất của mình nó phèn quá trời phèn. Các bạn phèn các bạn thấy nè, nước nó trong luôn các bạn thấy không đó. Đó, bây giờ giải xong rồi, trưa nắng rồi giờ chuẩn bị vô nhà. Trời giờ nắng ghê lắm, chứ không phải như ngày xưa. Giờ mình đợi cái này nó dịu xuống á, nếu mà trời có mưa thì thôi, còn không mưa thì mình lấy nước mình tưới. Mình tưới phả qua một cái thôi, cho nó ướt cái thấm vô. Rồi nếu các bạn có xử lý đất của mình vậy á, thì các bạn có làm như vậy ha. Cái này là mình chia sẻ cho các bạn mà để mình lấy cái kinh nghiệm mình làm thôi. Rồi chúc các bạn coi video vui vẻ ha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video khác của mình nha. Rồi chào, hẹn gặp lại.